không hiểu chỗ nào kìa. Cái này là có mấy cái gì hả? Được. Cái cái jar đó, cái bottle jar đó. Ờ, nó đi mua mồi. Tại sao bạn không leo nữa? Đủ độ cao leo. Trời. Yeah. À cá chép, đúng rồi, cá chép xương nhiều. Con sắt lại đẳng đi Ngọc. Con đi ra ngoài với Út mà. Bây giờ sao? Sách lại xong rồi đi ha. Việt Nam nó nấu bún cá.
sao được. Chắc chút nữa nó chích xe tù. Tới nỗi ông Dương Úc ông còn câu được cá. Chục quá. Cá này bự rồi. Giống rô phi á. Hôm nay mình lụm cá hơn cũng no. Đu mẹ con này bánh hàng luôn. Ngon quá không? Tao câu có một cái đường câu nuôi hai nhà luôn. Ba nhà. Ba nhà. Con thấy thấy cũng nhiều rồi đó. Con này thao hơn á. Đó đi cho chìm xuống. Con nhỏ quá rồi. Em mua dép hồi nào em? Bỏ nước này.